Chào các bạn, hôm nay Thuy có dọn dẹp quần áo cũ nên hôm nay Thuy sẽ chia sẻ với các bạn cách mà Thuy ký gửi quần áo cũ ở một cửa hàng để các bạn tham khảo. Thì cửa hàng này có tên là Worldwide Mission. Thì cái cửa hàng này cũng gần nhà Thuy thôi. Khi mà tới cái cửa hàng đó thì cái cửa hàng đó chuyên bán những cái đồ kiểu như second hand, những cái hàng mà dùng rồi á, hàng đồ cũ á. Thì cửa hàng đó chuyên bán những cái đồ mà mình đã xài rồi. Thì mình có thể ký gửi những cái đồ mà mình không dùng nữa ở cửa hàng đó trong vòng 90 ngày. Thì khi mà các bạn tới đó, các bạn nói với người ta là các bạn muốn gửi hàng ở đây để bán, thì họ sẽ cho các bạn một cái mẫu để các bạn điền những cái thông tin cơ bản. Rồi họ sẽ cho mình một cái mã số. Thì khi mà các bạn có mã số rồi thì các bạn sẽ bước tiếp theo là họ sẽ cho các bạn thêm một cái tờ, kiểu như một cái tờ giấy hướng dẫn. Là họ nói rằng là cái chỗ cửa hàng này á, thì những cái đồ họ bán á, thì mình chỉ nhận được 40% giá trị của số tiền mà họ bán được thôi. Ví dụ như họ bán được 10 đồng thì mình chỉ nhận được 4 đồng thôi. Và họ chỉ kiểu như mình chỉ được để đồ ở đó trong vòng 90 ngày. Trong vòng 90 ngày đó, những cái đồ các bạn không bán được thì các bạn có thể tới đó để lấy lại. Còn nếu như các bạn không lấy lại thì những cái đồ đó sau 90 ngày nếu như họ bán được thì giá trị, thì số tiền mà họ kiếm được của cái sản phẩm đó thì đó là của họ. Kiểu như là sau vòng 90 ngày thì những cái đồ các bạn không bán được nó sẽ trở thành tài sản của cái cửa hàng đó. Thì tùy theo các bạn, ví dụ như các bạn chỉ muốn kiểu như không còn dùng nữa rồi các bạn kiểu như gửi ở đó rồi bán được thì bán, không bán được thì thôi. Còn nếu như các bạn mua có những cái đồ tốt mà các bạn thật sự muốn bán á, thì Thuy nghĩ rằng trong vòng 90 ngày, sau 90 ngày các bạn nên lấy lại. Đó. Thì ở chỗ này thì một tuần Thuy sẽ được mang theo một bao đồ, một bao quần áo và một cái thùng cạc tông nhỏ. Thì ở đây thì có một cái bao đồ như thế này. Đó. Thì các bạn có thể, thật ra cái bao này nó cũng bự hơn, bự nữa. Các bạn có thể nhận thêm, bỏ thêm quần áo vô. Nhưng mà tại vì đợt này Thủy không có nhiều quần áo nên Thủy chỉ có gửi một cái bao nhỏ này thôi. Kèm theo là các bạn viết cái số của, cái mã số của mình có được ở trên đây. Và các bạn phải dùng cái túi màu trắng, tại vì họ cũng muốn nhìn được là bên trong là mình bỏ cái gì vô. Và nó cũng sẽ tiện cho các bạn ghi số lên nữa. Và kèm theo một cái thùng cạc tông nhỏ nhỏ như thế này. Thì nó cái thùng đó, cái thùng cỡ như thế này. Thì những cái thùng này, trên cái thùng này các bạn cũng phải ghi số nữa nha, ghi cái mã số của mình vô. Thì những cái đồ trong cái thùng này không phải là quần áo, mà những cái đồ giống như là giày dép, giỏ sách, túi, ví, mắt kính. Đại loại là những cái đồ mà không phải là quần áo mà các bạn không xài nữa, các bạn có thể bỏ vô cái thùng này. Đó, thì một tuần các bạn được gửi, Thủy được gửi một thùng này với lại một bao đồ. Chỉ một tuần, có nghĩa là cái đó là quy định trong vòng một tuần. Tại vì nhiều khi mình mang nhiều quá thì họ không có thể nào mà sắp xếp được trong mùa, mà họ sẽ khuyến khích các bạn gửi quần áo như thế nào. Ví dụ như bây giờ đang là mùa hè, thì họ muốn mình gửi những cái đồ mà nó chuyên về mùa hè, nó mát mẻ một chút xíu. Còn sắp tới mùa đông thì họ sẽ khuyến khích mình mang những cái đồ ấm áp hơn để hàng của mình nó bán cũng sẽ nhanh hơn đó. Còn nếu không, nếu như mà các bạn mùa đông mà các bạn mang quần áo mùa hè thì sau vòng 90 ngày thì họ rất là khó bán. Và khi mà họ bán được đồ á, thì kiểu như các bạn muốn lấy tiền á, thì họ sẽ đợi cho tới khi nào các bạn kiếm được 5 đồng thì họ mới xuất cho các bạn một cái tờ check để các bạn ra ngân hàng các bạn lấy. Còn nếu như dưới 5 đồng thì các bạn phải đợi cho tới khi nào mà cái số tiền của các bạn cộng lại với nhau mà được 5 đồng thì họ mới xuất cho các bạn. Thì bây giờ thì tụi mình sẽ đi tới cửa hàng đó và Thủy sẽ quay
sơ sơ bên trong cho các bạn. Tại vì Thuy cũng không biết rằng là Thuy có thể quay được bao nhiêu ở trong đó, để xem coi đồ ở trong đó nó sẽ như thế nào và cách họ bài trí như thế nào, cũng như là chất lượng sản phẩm nó có tốt không ha. Đây là chỗ mình sẽ ký gửi đồ nè các bạn. From a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the maze, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we go and we run to the end and we run without shame. We own the game and we ride on the flames till the morning. From a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the maze, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we go and we run till the end and we run without shame. We own the game and we ride on the flames till the morning. Chào các bạn, Thuy đã về tới nhà rồi. Bây giờ Thuy sẽ thử cho các bạn những cái quần áo mà Thuy đã mua được
ở chỗ cửa hàng bán đồ cũ để xem coi quần áo nó tốt như thế nào và giá cả như thế nào ha. Đầu tiên đó chính là chiếc áo này. Chiếc áo này nó như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nhìn rất là xinh ha, dễ thương không? Nó kiểu như là hơi crop top một chút. Đó. Chất liệu vải của nó cũng rất là tốt, rất là mềm. Và cái áo này thì nó có giá là nó có giá là 3 đồng. Đây các bạn thấy 3 đồng. Đó, 3 đồng. Rất là thoải mái. Tiếp theo là chiếc quần. Đây là chiếc quần jean mà Thủy mua được ở cửa hàng đó. Đó, có hai cái túi hai đằng sau. Và cái form của nó rất là đẹp và thoải mái nữa. Và cái áo, cái quần này á, thì nó có giá cũng là 3 đồng luôn. Tiếp theo là chiếc áo thun đơn giản này, có màu hồng. Cái này á, thì nó có giá 2 đồng. Đó, chất liệu vải của nó cực kỳ dày dặn luôn các bạn. Mà nó vẫn có nhãn mác, nói chung là những cái sản phẩm này nó đều có nhãn hàng, nhãn hiệu hết. Chỉ có điều là áo này đã qua sử dụng rồi thôi. Nhưng mà giá thì thật sự là rất là tốt luôn á. Đó. Mặc cái quần jean này cũng rất là tốt nữa. Cũng rất là đẹp. Thấy không? Được không? Thêm một chiếc áo thun đơn giản nữa màu đỏ. Cái áo này thì có giá là 2 đồng 50. Vải nè các bạn. Rất là tốt luôn á. Đó. Các bạn thấy không? Được không? Mặc với quần jean là thấy thoải mái rất luôn rồi đó. Thoải mái rất luôn rồi đó. Đó. Tiếp theo là một chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi này màu rất đẹp. Thật sự là thích là màu này. Và cái kiểu của nó cũng rất là xinh. Có hai cái túi mà có hai cái nút hai bên là rất là xinh luôn. Mà cái áo này nha, nó còn có, nó vẫn còn mát. Nó vẫn còn mát. Mà giống như là chưa qua sử dụng vậy đó, giá ở trên cái mác này là 42 đồng mà hình như là họ mua chắc là cũng 10 đồng thôi. Nhưng mà cái áo này á, thì họ chỉ bán ở cái cửa hàng đó là 6 đồng. Mà rất là đẹp luôn á, thì sẽ mặc cái này đi làm. Đây kiểu tay áo là như vậy. Đó. Xinh quá. Đó. Và đây là món đồ mà Thủy yêu thích nhất, có nghĩa là thích nhất trong cái đợt mua hàng này. Đó chính là một chiếc quần jean. Chiếc quần này là nhìn nó siêu dễ thương luôn các bạn. Nó có hai cái túi hai bên ở đây. Đó. Và cái này nè các bạn, nó rất là xinh. Các bạn tháo nó như vậy. Các bạn tháo nó như vậy ha. Và các bạn gắn nó như vậy. Không thấy nó ở đây. Chất liệu vải cực kỳ tốt luôn á. Mà cái form của nó nhìn cũng rất là đẹp nữa đó. Thoải mái. 3 đồng thôi. Đây là sản phẩm mà Thủy thích nhất. Thật sự rất là vui có khi mà mua được cái quần này á. Hôm nay thì Thủy mua ở chỗ đó tổng cộng là 6 món đồ, có 2 cái quần với lại 4 cái áo. Mà các bạn tổng cộng biết là bao nhiêu tiền không? Đây. 15 đô 25 sen. Các bạn biết là 15 đô 25 sen mà mua ở những cái cửa hàng mà H&M hoặc là Forever 21 là những cái cửa hàng bình dân ở Mỹ thôi á, thì một cái áo sơ mi thì cũng khoảng tầm đó. Mà các bạn chỉ có một cái áo sơ mi thôi. Với cái số tiền này, áo sơ mi hoặc là mấy cái áo cơ bản á, thường là giá nó sẽ dao động khoảng tầm đó. Mà hôm nay Thủy mua được 6 món mà chỉ với giá này thôi thì thật sự thì rất là vui. Tại vì á, thì thấy những cái cửa hàng mà bán đồ cũ á, thật ra thì quần áo mà các bạn, nó kiểu như đôi khi Thủy mua đồ cũng vậy thôi. Thủy mua đồ xong rồi Thủy mặc được 1-2 lần, cái tự nhiên mình cảm thấy chán, không có muốn mặc nữa thì mình đem cho hoặc là đem bán lại. Thì Thủy nghĩ những cái người mà đem những cái đồ này đưa đến cửa hàng đó
Thật ra thì những cái đồ của họ cũng rất là tốt, chỉ có điều là họ không cần nữa. Người Mỹ á, họ cũng hay đi mua đồ cũ lắm các bạn, chứ không phải là lúc nào họ cũng mua đồ mới đâu. Thì có nhiều người người ta hay mua sắm đồ hàng hiệu, những cái đồ mà trong cửa hàng lớn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người họ vẫn đi mua sắm những cái đồ cũ ở những cái cửa hàng second hand như thế này. Thì tùy theo sự lựa chọn của các bạn, những cái đồ nào mà các bạn cảm thấy thoải mái khi mặc thì những cái đồ đó là những cái đồ tốt nhất. Đây là cách mà Thuy hay bán đồ cũ, giống như quần áo cũ, một cách nhanh nhất. Có nghĩa là chỉ có đem đến cửa hàng rồi người ta bán giùm mình thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể, nếu như mà các bạn không cần những quần áo nữa và các bạn chỉ muốn tặng cho những người người nghèo thôi á, thì các bạn có thể quyên góp ở nhà thờ. Khu của nhà Thủy á, cũng có một số nhà thờ họ nhận quyên góp quần áo cũ. Ngoài ra thì các bạn có thể để đến một cái cửa hàng rất là lớn ở Mỹ, nó gọi là Goodwill. Thì cái chỗ đó họ sẽ nhận những cái đồ cũ của các bạn. Ngoài ra thì họ cũng nhận những cái đồ kiểu đại loại như là nội thất á, thì họ cũng nhận luôn. Đó, các bạn chỉ cần đem đến cho họ, hoặc là đôi khi họ cũng có đậu xe tải của họ ở những cái chợ nữa, để khi mà mình đi chợ thì mình có thể tiện thể mình ghé vô mình đưa đồ cho họ luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể bán đồ ở trên eBay, các bạn tạo tài khoản rồi bán đồ của mình ở trên eBay. Ngoài ra thì vào mùa hè thì người ta hay có những cái kiểu như nhà nào mà có nhiều đồ cũ, những cái đồ mà người ta không xài tới nữa, thì họ hay mở cái họ hay để trước trước cửa nhà của mình những cái sản phẩm mà mình không cần nữa, để những người đi đường họ có thể ghé vô và họ mua. Thì nó gọi là yard sale, là những cái mà trước thì có nói trong một cái video là Sharon hay đi đến những cái yard sale để mua những cái đồ cũ. Thì các bạn có thể bán những cái đồ cũ của mình trước cửa nhà mình. Đặc biệt là vào mùa hè thì họ có rất là nhiều cái đó. Thì nghĩ cơ bản là bên Mỹ họ sẽ làm những cái cách đó để có thể giải quyết những cái sản phẩm, những cái đồ mà các bạn không cần dùng tới nữa. Và video hôm nay thì Thủy sẽ kết thúc tại đây, và Thủy hy vọng rằng video này đã thực sự hữu ích với các bạn. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy cho Thủy biết ở phần phía bên dưới. Và nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của Thủy thì hãy đăng ký kênh của Thủy để có thể tạo cho Thủy thêm động lực để làm thêm nhiều video hơn. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi video này cũng như là kênh của Thủy. Và Thủy sẽ gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye!